Xin chào các bạn, chúng ta đang cùng đến với bản tin S News. Tuần này là tuần 3 của tháng 3 và cũng có rất là nhiều thông tin công nghệ đáng chú ý đã diễn ra trong tuần mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật. Đầu tiên thì hãy cùng đến với một chiếc điện thoại màn hình cong nữa, nhưng không phải là đến từ Samsung mà lại là đến từ một tên tuổi Trung Quốc, đó là Vivo. Trong khi tuần vừa rồi thì Oppo cho chính thức ra mắt hai chiếc R9 và R9 Plus ở tầm trung, thì Vivo lại là một hãng điện thoại mặc dù nổi tiếng hơn ở Trung Quốc nhưng lại không được nhiều người biết đến. Chính vì thế khi mà hãng này chính thức bán ra chiếc điện thoại màn hình cong đầu tiên của họ là X-Play 5 thì không nhận được nhiều sự quan tâm. Vì thế ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nó. Vivo X-Play 5 có thể được xem như là điện thoại đầu tiên kết hợp thành công mặt trước màn hình cong ở cả hai cạnh và mặt sau thì là vỏ nhôm nguyên khối. Bao bọc đến 98% thân sau của máy này là một khối nhôm duy nhất. Còn màn hình với kích thước là 5,43 inch, đạt độ phân giải 2K thì được trải qua quy trình xử lý ở 800 độ C để có thể tạo ra được những đường cong 53 độ hoàn hảo. Vivo cũng bổ sung vào phần mềm của máy thì các hiệu ứng mở khóa màn hình hay là gọi điện kết hợp với màn hình cong. Tuy nhiên thì mức độ tận dụng triệt để các tính năng nâng cao thì hệ điều hành FunTouch OS của Vivo chưa thể bằng được so với những chiếc Galaxy dòng Edge. Vì thế chỉ có thể gọi màn hình này là đẹp, nhưng mà thật ra tác dụng của nó thì lại không có nhiều. Còn ở cấu hình thì X-Play 5 có hai phiên bản dùng hai bộ xử lý khác nhau là Snapdragon 820 và 652. Trong đó phiên bản dùng chip 820 còn được đi kèm với bộ nhớ RAM là 6GB. Và đây chính là điện thoại đầu tiên trên thế giới chạm mốc bộ nhớ đệm lớn đến như thế. Chưa hết, bộ nhớ trong tối thiểu của phiên bản này còn lên tới 128GB. Có vẻ như là các hãng điện thoại Trung Quốc đang cố gắng vượt lên trước các đối thủ nước ngoài ở khoản hào phóng trang bị bộ nhớ trong lớn. Mảng âm thanh thì cũng được Vivo đầu tư nghiêm túc, khi chiếc X-Play 5 của họ đạt chuẩn âm thanh Hi-Fi 3.0 có độ trung thực cao nhờ sử dụng bộ chuyển đổi âm thanh Hi-Fi từ dạng kỹ thuật số sang tương tự có tên là ES9028 Sabre của hãng ESS Technology. Và máy này thì không chỉ có một mà có đến hai bộ chuyển đổi âm thanh cao cấp nằm ở hai chiều tiếng đi ra trái phải. Đây là điện thoại đầu tiên trên thế giới có cách bố trí nhiều bộ chuyển đổi âm thanh cao cấp đến như vậy, vốn chỉ có ở những dàn âm thanh đắt tiền. Cũng bởi chứa đựng rất là nhiều công nghệ tiến bộ hơn hẳn các điện thoại Trung Quốc khác hiện nay nên là X-Play 5 được định giá cao 4.288 nhân dân tệ, tương đương với 14,7 triệu đồng Việt Nam cho bản cao cấp nhất dùng chip Snapdragon 820, và phiên bản thấp hơn có giá là 3.698 tệ, tức là 12,7 triệu đồng, và đó là phiên bản dùng chip 652. Trong tuần này thì LG đã tổ chức sự kiện để giới thiệu những chiếc LG G5 của họ tại Việt Nam. Tuy nhiên thì trái với kỳ vọng của LG, chiếc điện thoại này lại đang hứng chịu vô số những chỉ trích từ cộng đồng sử dụng công nghệ khi mà LG lại lựa chọn bán ra ở Việt Nam phiên bản sử dụng bộ xử lý Snapdragon 652 và bộ nhớ RAM là 3GB chứ không phải là phiên bản 820 như là đã giới thiệu ở thị trường quốc tế. Cũng giống như là ở tại các nước Mỹ Latin thì LG lựa chọn việc cắt giảm cấu hình và đưa vào trong bản G5 của Việt Nam bộ xử lý Snapdragon 652. Đây là một con chip 8 lõi gồm có 4 lõi Cortex A72 xung nhịp cao và 4 lõi Cortex A53 xung nhịp thấp hơn. Các bài chấm điểm hệ thống thì đều đánh giá là bản 652 này mạnh hơn rất nhiều so với những con chip đầu 6 khác trước đây như là 615 hay là 617. Thậm chí nó còn trên cơ cả 801 và 808. Qualcomm thì cũng tích hợp đầy đủ các công nghệ đi kèm như là tính năng sạc nhanh Quick Charge 3.0, Wi-Fi 4K hay là các tính năng của mạng 4G LTE-A. Tuy nhiên thấp hơn thì vẫn cứ là thấp hơn. Trong giới sử dụng điện thoại di động Android thì không ai muốn đi mua một chiếc máy mới toanh được định hình ở phân khúc là cao cấp nhất của năm 2016 mà lại có cấu hình chỉ tương đương với năm ngoái. Và hơn cả đó là cảm giác bị phân biệt đối xử quá rõ ràng với các thị trường khác. Phản ứng chung của những người dân Mỹ Latin hay là tại Việt Nam là đều như chung cảnh ngộ với nhau và đều cảm thấy bị coi thường. Trong khi Samsung bán máy với cấu hình cao nhất ở những thị trường này thì không có lý do gì để lựa chọn LG. Có những ý kiến ở Việt Nam thì có nói rằng hay là LG nghĩ người Việt Nam không có tiền. Vậy thì họ đã nhầm hoàn toàn. Ở đây LG tìm cách để có giá bán thấp hơn đối thủ, nhưng có lẽ đây lại chưa phải là một cách làm khôn ngoan. Có thể dễ dàng thấy được tình cảnh mà LG G5 đang phải chịu khi mà trong tuần vừa rồi những chiếc Galaxy S7 và S7 Edge chính thức được bán ra thì người ta đã hàng dài xếp hàng ở nhiều nơi trên cả nước để có thể mua được những chiếc máy này. Và lần xếp hàng lần này hoàn toàn không phải là xếp hàng ảo như nhiều nghi vấn trước đó từ những năm trước, khi mà có tin đồn cho rằng là Samsung mượn người để có thể đi xếp hàng cho mình. Tình trạng này năm nay có thể được xem là hoàn toàn không có. Chúng ta cùng đến với một tin tức khác cũng liên quan đến một hãng điện thoại Hàn Quốc, đó là Pantech. Trong tuần này thì hãng này cũng đã cho ra mắt tại thị trường Việt Nam bộ đôi điện thoại là V950 và V955 của họ, cùng với sự xuất hiện của đại sứ thương hiệu là nhóm nhạc Tiara đình đám đến từ Hàn Quốc, gây náo loạn nhiều con phố tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì chiếc V950 lại ngay lập tức bị nghi vấn là một điện thoại của Trung Quốc đã được đổi tên.
Những nghi ngờ về Pantech và điện thoại của họ có phải là hàng tàu đội lốt hay không thì đã được nhiều trang mạng Hàn Quốc đặt ra từ tháng 1, chứ không phải là mới đây. Theo đó thì chiếc V950 được tung ra đợt này tại Việt Nam và Indonesia là phiên bản đổi tên của chiếc điện thoại có tên là Jingang 2C20 của hãng điện tử Hisense. Hiện máy này vẫn đang được bán tại Trung Quốc. Hisense là một hãng công nghệ vừa bán sản phẩm mang tên mình và cũng vừa có thể đóng vai trò là nhà sản xuất thiết kế gốc cho các đơn vị nào cần họ gia công. Và có lẽ Pantech đã lựa chọn Hisense. Thực ra với năng lực hiện tại thì Pantech không có lựa chọn nào khác. Công ty này suýt nữa đã phá sản vào năm 2015 và sau nhiều lần được cứu vớt, hiện tại Pantech được nắm cổ phần bởi một công ty có tên là SMA Solution Holdings, là sự kết hợp của hai công ty Hàn Quốc là Optix, một nhà sản xuất ổ đĩa quang, và Solid là một công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin. Định hướng của Pantech giờ đây chỉ dừng lại ở việc là bán điện thoại giá rẻ, và V950 là điện thoại đầu tiên thực hiện hóa chiến lược này. Chính vì vậy mà chúng ta có lẽ sẽ vĩnh viễn tạm biệt dòng điện thoại Sky Vega của Pantech từng một thời làm mưa làm gió ở phân khúc sách tay. Với một thiết kế soàng xĩnh, một cấu hình không hấp dẫn như V950 và V955 cũng không thể nào bắt nhóm nhạc Tiara, những đại sứ thương hiệu của Pantech, phải dùng điện thoại của họ được. Bằng chứng là trước khi đến dự buổi họp báo ra mắt và cầm trên tay những chiếc điện thoại của Pantech để chụp ảnh, không khó để nhận ra là các thành viên của Tiara vẫn đang vô tư dùng iPhone để chụp ảnh cùng người hâm mộ, hay là thậm chí còn đăng ảnh mặc áo dài Việt Nam lên mạng xã hội. Vào rạng sáng ngày 22 tháng 3 tới đây thì Apple sẽ tổ chức sự kiện mùa xuân thường niên của hãng, và đây cũng là một sự kiện được xem là đáng chú ý trong tuần sau. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin về hai sản phẩm được xem là có thể sẽ ra mắt tại sự kiện này. Đó là một chiếc iPhone cỡ nhỏ, hiện tại thì nhiều phần trăm đã khẳng định nó sẽ có tên là iPhone 5 SE, và máy tính bảng iPad mới của năm 2016, và nó sẽ là một thế hệ iPad Pro có kích cỡ màn hình là 9,7 inch. Để nói nhanh về iPhone 5 SE thì đây chính là phiên bản iPhone cỡ nhỏ sắp tới, và nó là phiên bản thu nhỏ của iPhone 6S nằm trong hình thù của iPhone 5S. Bởi nó chia sẻ đa số cấu hình của mẫu 6S, nhưng tất cả được đóng gói lại trong một hình hài nhỏ nhắn và có dạng hộp. Bằng cách này thì Apple sẽ dễ dàng loại bỏ được iPhone 5S hoàn toàn ra khỏi thị trường và bán được máy mới với giá cao. Tất nhiên là iPhone mới sẽ sở hữu nhiều thứ đáng giá mà chúng ta cần ở thời điểm này, như là tính năng thanh toán Apple Pay hay là camera 12 megapixel có thể quay được phim 4K giống như iPhone 6S. Khác biệt gần như duy nhất về ngoại hình của iPhone 5 SE so với 5S có thể sẽ là mặt sau sử dụng chất liệu khác, hoặc có thể là mặt lưng thì sẽ bằng kính. Mẫu iPad cỡ vừa màn hình 9,7 inch thì cũng sẽ được làm mới với tên gọi lần này thuộc dòng iPad Pro. Nó sẽ mang theo những tính năng bằng bút cảm ứng Apple Pencil, bàn phím rời Smart Keyboard với cỡ nhỏ. Còn về giá thì nó sẽ đắt hơn so với bản iPad thường của các năm trước. Có thể lấy một điểm so sánh là bản 16GB của iPad Air 2 bán tại Mỹ với giá là $499. Nhiều nguồn tin cho biết là Apple sẽ bán ra iPad Pro 9,7 inch sắp tới với giá khởi điểm nâng lên thành $599, nhưng bù lại thì được nâng bộ nhớ lên 32GB, có 4 loa ngoài. Camera thì cũng được như iPhone 6S với độ phân giải là 12 megapixel và độ phân giải video tối đa là 4K. Và thông tin cuối cùng, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về Opera, một hãng phần mềm rất là nổi tiếng từ Na Uy, và trình duyệt của họ thì đã quen với chúng ta trên những thiết bị máy tính và di động từ hàng chục năm nay. Thì mới đây, hãng này đã bị bán cho những tên tuổi của Trung Quốc. Và thật sự thì tin này là một tin vui, tuy nhiên thì nó vẫn mang lại một cảm giác nghi ngờ gì đó nhất định. Sau một thời gian thương thảo thì Opera đã chấp nhận bán mình với giá là $1.2 tỷ cho hai công ty Trung Quốc là Kunlun Tech, chuyên về phát triển game trên di động, cùng với Qihu 360 là một công ty chuyên về phần mềm bảo mật và tìm kiếm. Những cái tên Trung Quốc này có nguồn lực tài chính rất mạnh và họ nhìn ra được sự phổ biến của Opera ở châu Á, nên là muốn dùng ảnh hưởng này để mở rộng sản phẩm của mình ở các thị trường đó, tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ cho người dùng, đồng thời cũng đưa Opera thâm nhập sâu hơn được vào Trung Quốc và giúp hãng này tăng trưởng trong ngắn hạn. Trước tình trạng trình duyệt của Opera không tăng trưởng thị phần nổi trước sức ép từ Chrome hay là Safari, năm 2013 thì Opera cho ra mắt Opera Media Works, là một dự án về quảng cáo trên di động, chủ yếu là quảng cáo bằng video, và nó đã nhận những thành công nhất định khi mà đến cuối năm 2015 thì Media Works chiếm đến 75% doanh thu của Opera. Đây rõ ràng là thứ mà cả ngành công nghệ Trung Quốc đang muốn có được khi vươn ra thế giới. Vừa rồi là một vài thông tin tổng hợp đáng chú ý trong tuần này mà S News đã vừa đưa đến cho các bạn. Trong tuần sau thì hãy nhớ chú ý đến sự kiện mùa xuân của Apple được tổ chức vào 1 giờ sáng ngày 22 tháng 3 năm 2016. Đó cũng sẽ là thứ mà S Channel chắc chắn sẽ đề cập đến rất nhiều trong tuần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.